Chào cả nhà nha. Hôm nay hai anh em mình đi tiếp tục thăm bãi gắn nha cả nhà ơi. Tiếng Anh đi trước mình này. Hôm nay mình có 1 cái, tiếng Anh có 2 cái. Chào cả nhà cái tiếng Anh ơi. Chào cả nhà nha. Trời này nắng hạn quá mọi người ơi. Ai nó tổn thất nhiều thứ. Ai dạ. Rồi không không rồi mọi người. Tôi xin lỗi ao. Dục cái bẫy qua bên đó trước. Vậy mà còn chưa có con rắn nào hết nha cả nhà. Số anh em ta cũng bỏ nghề hết rồi, còn hai anh em mình tiếp tục chơi. Biết không sợ súng. Tiếng Anh đi qua hướng đó rồi nha. Mình đi qua cái bẫy của mình. Rồi khi nào mà có dính rắn hay gì đó thì mình sẽ bắt ra cho mọi người xem nha. Thì cũng không quên chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống nha. Cái đầu tiên trống lỏng nghe hiệu im quá mà không có ta, chuột còn luôn hết như cả nhà, chuột còn luôn không hả? Gãy xác hả? Ngay nhà quan luôn ha, nhà quan luôn. Rồi nãy giờ hai anh em mình có chục cái không mọi người ơi, chưa có được em nào chứ. Đây mình có 1 cái nè hả? Nghề nghiệp thì gắn đeo vậy chứ biết sao giờ, phải không? Bò à, bò chuột em mọi người ơi. Thấy em gu gì ta, tầm 7 người hơn đánh du kích nữa. Im mà nặng là được rồi, nhúc nhích mà nặng cũng không ngon rồi. Bây giờ chưa tới nữa. Bây giờ nghe hiệu luôn, chuột chết luôn, hết lúa, hết lúa, phai. Cái kiểu đó là cái dạng như là gài bẫy luôn đó. Chỗ cái bẫy này hôm rồi dính con hổ hành nè mọi người, nửa ký luôn. Giờ Tiếng Anh lại xem có làm bẫy thêm con cắn nhất nữa. Im không Tiếng Anh? Chuột còn hả? Rồi cái này chuột còn luôn mọi người ơi. Còn tới cái bẫy tiếp theo mọi người ơi, cái bẫy này là thăm 2 quận 9, 5 con chuột nha mọi người, chứ phải 5 con rắn luôn nha. Thứ gì chuột ở đâu mà chuột quá cho chuột. Chuột cái bẫy qua bển trước á, rồi mình nhảy qua chứ không gì chân á. Dính con rắn nào không? Gì đâu mà dính chuột không, chán quá. À nặng nặng rồi mọi người ơi, nặng nặng mà chuột hay rắn đây. Ồ rắn, đường con rắn này. Em hổ hành luôn, em hổ hành đầu tiên. Em hổ hành đầu tiên nha mọi người. Con này chắc khoảng 3-4 lạng. Rồi đây mình đổi cái bẫy nha. Bên đây có cái nha mọi người. Cái này là có Tiếng Anh hôm rồi dính được em đại ca được 6 lạng, đại ca mini. Ok lần này có không? Trời ơi chuột chạy long nhông sao hay đã không đứng như ta. Này không biết có ai thăm không mà sao tự nhiên không đứng cả. Cho em chép mặn luôn. Rồi. Rồi. Tại đây thấy trống lỏng hết trơn mọi người ơi. Ta làm cỏ nè. Còn mấy cái bẫy
7 mình còn không? Này chắc ta cắt quá. Ờ cái đây 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 đây, số 7 mình còn. Hên quá. Không có dính đâu mọi người ơi. Chùa còn luôn. Mừng quá. Bắt con cắn ngà luôn cả nhà ơi. Anh em được sáng giờ được con rồi đó. Sáng giờ được con. Quá trời. Gần hết 7 rồi, còn có hai anh em còn thằng còn có 4 5 cái hết rồi. Em 4 cái hả? Em còn 4 cái. 4 cái anh cũng coi 1 2 3 4 cái. Trời ơi trời nó ốm. Nó ốm vài thòn. Bắt đầu bá lửa luôn. 3 lạng. Ừ. 4 lạng xong. 4 lạng. Ốm nhôm nhất. Quá trời ốm. Cái nào gắn được không ta? Không. Hả? Được còn con nữa không? Còn con này, con sao phải bự nha. Con sao phải bự nha. Con kia nó đẻ rồi, nó chưa đi ăn. Rồi. Con gắn đầu tiên. Đủ tiền xăng. Có tiền xăng. Tháng này mà này có là may à. Có là vui thôi. Nói chung là có gắn là vui nha mọi người. Hôm qua mình đi thăm 22 cái. Không có con nào. Lỗ một răng, lỗ một chuột, lúa, lỗ trắng luôn. Rồi à, hai anh em mình vô lúa rồi đi thăm tiếp cho mọi người xem nha. Bây giờ tháng 8 mà vừa, chưa qua tháng 8 nên quánh ở tháng 7 mấy em quánh tới giờ đó. Bây giờ chưa rút đó. Neo cỡ đó. Lì hơn lì nữa. Tới lì lương không còn lì nữa. Hơn cả cái lì. Lì còn em đâu. Em quánh một luồng là phải từ 3 tháng cho lên mới cuốn nè. Nhớ hiều. Chuột làm ổ luôn. Rồi đẻ luôn đi. Cái gì đâu mà chống hoài vậy. Hôm rồi ở đây bị mất hết một cái. Còn là dưới đây. Chuột chết à. Gì? Chuột chết. Chuột chết hả? Chuột chết là không tính tiền. Không ăn lúa. Dạy. Ngu quá vậy. Má không cắn miếng nữa. Trời. Ngu bò vậy. Lúa cái đó không ăn. Đòi ăn gì vậy. Đòi ăn gắn hả? Đòi ăn thịt gắn. Chuột này hết bút rồi. Theo cái đường mương này thì thôi hết sảy luôn. Chốc có đống lá. Chuột này chết cũng ngon. Chuột này chết lâu rồi. Chết khô gan. Không thú luôn. Nó cứ ra nó lỉa vào đây thôi chứ. Rồi. Chấm chấm không? Bị lỉa rồi. Hay quá ta. Hay quá. Ủa sao ngộ ta? Hả? Mà lỉa của anh lại xét bảy cái chỗ cũ em nữa rồi đó. Ừ. Mất rồi. Vì lại này dắt cái dân. Hả? Ừ. Có phải dân chuyên nghiệp không? Cái dân chuyên nghiệp là quằn ngày hết á. Quan chuyên nghiệp thì nó lựa hết trơn, nó lụm hết của mình đúng rồi. Chắc ai người thường thấy đâu lấy đó. Ừ. Chứ gặp chuyên nghiệp thì anh em mình nó chắc mất tiền phút này rồi. Hay có gì ta? Có dấu chân con gì nữa ha. Nè. Dấu chân cò, như hàng giống hay con cá gì á, cá lội gì á. Ừ. Cá thà lội, giống cá thà lội. Nó móc ra đó. Ừ, nước nó xuống cái đầu nó ấy lên nè. Đi hồi trưa tới giờ là quải luôn đó nghe mọi người. Mà mới dính được có con hoa hành. Hành bây giờ bị hai cái bẫy hả? Ừ, hai cái rồi. Cái bị xe rồi, xe ben. Xe ben ben hết một cái là hai cái. Có em cái. Cái gì? Mắc rồi chứ gì. Còn cái lỗ không kìa. Trời ơi trời sao hay vậy ta. Chắc ta thèm nhìn theo đường mòn mình quá. Quá bự luôn. Rồi, gặp rồi đó mọi người ơi. Rồi tới cái bẫy hôm rồi dính hai con hổ ngựa nha mọi người. Chiếc này dính con hổ hèo chứ. Hổ hèo cũng khủng tí. Rồi. Chắc nó quậy hay gì thấy có đường này cũng dữ lắm rồi nha. Chắc mắc nữa rồi quá. Ây ôi chết tôi rồi. Nãy giờ mày lượm hết 3 cái nữa mọi người. Mới vừa rồi vô nhìn thấy cái đường trống quọc. Rồi là biết mình mắc bẫy chúng đâu.
Thiệt, mắc thiệt. Nói chung đồng nghiệp ở đây. Rồi, đây một cái nữa. Mắc nữa rồi. Tiêu rồi. Hay gì ta. Mình đã ở đây nè. Tiêu rồi. Rồi, trời. Hay quá. Hay quá, người ơi. Trong này có một cái nữa nha mọi người. Mà bãi tạp mà lấy cái này một cái nữa là mình nể luôn. Ghê thiệt chứ. Không biết sao mà lấy được, hay thiệt. Theo đường mòn mình đó vậy mọi người. Lượm sạch xanh. Còn, không sao. Thấy xanh xanh. Để nó còn được rồi, dính không dính gì. Không quan trọng. Bây giờ tự nhiên mắc bẫy giờ tôi thấy ngán luôn. Chuột còn mọi người ơi. Ở trong đây có cái nè mọi người. Bây tạm mà vô đây nó lấy cái này nó bị khen nó quá siêu. Rồi thiệt. Trời trời, mắc thiệt luôn trời. Trời ơi. Ghê hồn thiệt ta ơi. Mình đã nó đó mọi người. Dài cái đây nè. Ở trong nó dài cái này. Ôi ôi trời trời. Bởi thật là mình say sẩm mặt mày quá. Đi nữa rồi tiếng Anh này. Đâu. Mình ăn anh đó. 1, 2 hết rồi. 3, 6 cái, 5, 6 cái rồi. Tức là con người gái lấy 6 cái à? Ừ. Lấy ít quá à. Hay quá. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá. Còn 2 cái. Tức anh còn 2 cái phải không? Rồi 2 cái nữa đồng nghiệp ấy bê tạ ơi. Lấy đi. Nằm ở chỗ cây cọng đó. Rồi, nếu như có coi video thì lấy luôn đi nha. Cho anh em tôi khỏi phải đem bẫy về chi cho mất công. Ừ. Có nào đi đụng đầu không? Đụng đầu rồi ra mình chỉ còn mấy cái này chưa lấy sót nè. Lấy hết luôn đi. Còn là có đó. Chuột mà cắn phá kể như rồi. Xong xà bông. Xà bông không thông nữa đâu, chết ngắt rồi. Chết hả? Chết chuột mọi người ơi. Quá trời. Gừng gặm. Hết hồn luôn. Lụm gạo cái coi. Cái cuối cùng coi. Cú vớt rồi em lại coi. Em lại thấy đi luôn. Rồi. À, mọi người thấy này gì không? Túi không luôn rồi mọi người. Mùa này đó. Mùa này làm vậy đó. Mùa mấy cái đó. Quá trời có bờ cao luôn mà không có trời. Uống gì đâu. Ha. Hả? Dài 7 người. Giờ cái đó mà cái đó rộng quá dài sợ nó không đi. Để đi. Cái bờ này ngon chết luôn nè, giờ làm chi? Anh đi vô 2 con chuột liền liên tiếp mà, lần thứ 3 mới dính. Thì em lần này mới dính nè. Bỏ quanh đây. Ừ. Rồi, ốp máy nha mọi người. Bà dán hơn đánh đột kích. Bò thấy đã không? Bò thấy bà luôn, mở lấy hết. Thứ gì chịu nổi thứ này. Quá trời đủ luôn mọi người ơi. Tiếng Anh nó leo lên cây nó nằm luôn à. Anh em mình bữa nay đặt gần 30 cái bẫy. Mà mình mất 5 cái, tiếng Anh mất 1 cái. Là 6 cái. Dính được có 1 con hổ hành nè à, mọi người. Con hổ hành chắc khoảng chừng được chừng
4 lạng, con này 4 lạng. Đó. Rồi mấy anh em bãi tạc á, thì mình cũng gửi lời nhắn đến anh em bãi tạc ha. Ở khu này cũng còn mấy cái đó, lấy sót mấy cái đó. Thì lần sau hay gì đó thì mấy anh em bãi tạc hay đi cuốn hết luôn cho rồi đi nha. Để mua lưới là bãi mới. Anh em mình làm bãi mới để sang mùa mới mình đánh tiếp nha. Chứ là bãi đó giờ cũng cũ quá. Đúng rồi. Rồi thôi chờ. Đủ vốn rồi chứ phải là cũ. Ừ. Đủ vốn rồi lấy đi. Mà xuống đây thì mới dính được có một con cắn hổ 600 g với được hai con hổ hành. Không ra thiệt hay nhiều lắm. Ừ, với lại đây một con nó là được ba con hành với một con cắn hổ à. Không ra anh em mình mắc trên chục cái nhiều. Trên chục cái rồi đó. Không chiến mắc trên cái có chứ là hay nhiều lắm. Ừ. Còn như mấy đồng nghiệp nào mà có muốn Vĩnh Châu xuống Vĩnh Châu đánh á, thì xuống nha. Ở bãi đây rộng lắm. Tư ở đây rộng lắm. Tha hồ mà đặt thì bãi tặc cũng tha hồ lấy luôn. Thấy đã luôn. Rồi thôi mình xin khép video lại tại đây nha mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.